Xin chào quý cô chú các anh chị đến với kênh YouTube của máy móc Việt Nam Bình Tân nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú các anh chị mẫu máy hàng Mid Mini đáp ứng được cái nhu cầu nhỏ gọn cho quý cô chú các anh chị sử dụng gia đình, hoặc là một con máy chính hãng để đáp ứng cái nhu cầu mình làm việc trong thời gian dài, con máy chất lượng bền bỉ. Thì đây, hôm nay em sẽ lên cho mình mẫu máy đến từ nhà Sasuke nha. Sản phẩm Sasuke thì hiện tại cũng rất là nổi tiếng. Mã máy là Mid 200i LCD. Đó. Và con máy này có những cái tính năng rất là hay, và cô chú các anh chị cùng máy móc Việt Nam Bình Tân tìm hiểu nha. Rồi, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có một con máy rất là nhỏ gọn, được đóng gói rất là kỹ lưỡng. Rồi, với những sản phẩm hàng chính hãng sẽ có tem nhãn phụ đầy, có tem nhãn phụ đầy đủ cho mình luôn nha. Rồi, ở mẫu máy có sự chữ LCD như thế này thì được tích hợp cái màn hình LCD nhìn rất là đẹp mắt luôn nha. Cô chú các anh chị cùng máy móc Việt Nam Bình Tân đập hộp xem bên trong đi theo máy sẽ bao gồm những cái phụ kiện như thế nào và con máy của chúng ta hoạt động ra sao nha. Rồi, đầu tiên thì hãng Sasuke rất là chu đáo hỗ trợ cho mình có mohen. Với sản phẩm Mid Mini á, thường là sẽ không có hỗ trợ kìm hàng que, nhưng với mẫu máy này có hai chức năng hàng que, hàng mid thì hãng có hỗ trợ cho mình kìm hàng que luôn nha. Súng mít rồi, kẹp mát. Và ở đây thêm cho mình một cuộn dây loại 1kg 1 chấm nữa nha. Không thể thiếu đó là bộ gõ sỉ cho chúng ta nữa nha. Và đây là nhân vật chính với thiết kế rất là nhỏ gọn luôn, phù hợp cho cô chú các anh chị sử dụng gia đình hoặc là mình làm việc trên cao, đi công trình, hàng biển quảng cáo rất là tiện lợi luôn. Rồi, mẫu máy mít này thì được tích hợp cái màn hình LCD. Thì xíu nữa máy móc Việt Nam Bình Tân sẽ cắm cho cô chú các anh chị mình xem cái bản mạch của đồng hồ này luôn nha. Rồi, thì mình sẽ bắt tay vào để xem ngay luôn cái màn hình nó như thế nào nha. Rồi, thì sau khi em cắm điện và bật cái công tắc nguồn ở phía sau thì đồng hồ LCD sẽ được hiển thị lên nha, gồm những cái thông số về dòng hàng nè. Dòng hàng của nó sẽ là 200 nha. Tính năng hàng mít không khí mình có thể sử dụng dây 0.8 hoặc là 1 ly đó. Chế độ MMA và chế độ lít tích nữa, nhưng mà ví dụ như mình sử dụng thì ít có sử dụng đến cái chế độ lít tích này. Thường là cô chú các anh chị sẽ sử dụng cái chế độ là hàng mít và hàng que là đa số đó. Mình có thể điều chỉnh trên cái nút như thế này. Cái núm điều chỉnh dòng thì nó cũng rất là dễ dàng điều chỉnh nha. Rồi, về phần jack thì được tích hợp cái jack là jack nhỏ nha quý cô chú các anh chị. Đó, một số nơi khác thì người ta review thì không có review về cái jack này á. Thì sau khi cô chú các anh chị sử dụng lâu dài nó bị mòn đi á, mình khó tìm kiếm. Thì ở đây em sẽ nói chi tiết để sau này mình có thiếu hụt hoặc là bị sử dụng bị tiêu hao á, mình có thể dễ dàng mua sắm nha. Về phần bên bộ đẩy thì đây, dây thì chúng ta sẽ được lắp bên hông như thế này, và bộ dạng đẩy dây thì cũng rất là xịn sò, phải không ạ? Rồi, thì như em đã nói thì con máy này sử dụng mình có thể sử dụng dây 0.8 hoặc là 1 ly. Thì ở đây có cái bánh xe đẩy dây nè, nó sẽ có một mặt là 0.8 và một mặt là 1 ly. Mình sử dụng cái mình sử dụng dây như thế nào thì mình để cái mặt đó đúng với cái kích thước dây như thế nha. Rồi, về ngoại hình thì con này sẽ có một cái quạt tản nhiệt ở phía sau nè, đẩy cao cái hiệu suất làm việc của con máy tốt nhất có thể. Và trên con máy thì sẽ được tích hợp một cái quai sắt rất là chắc chắn nè, để cô chú các anh chị có thể dễ dàng di chuyển máy. Với sản phẩm Sasuke thì chúng ta sẽ được chính sách bảo hành lên đến là 15 tháng. Mẫu máy Sasuke Mid 200i LCD này thì máy móc Việt Nam Bình Tân đang cung cấp ra độc quyền 6 tháng đầu năm để cô chú các anh chị có thể mua với cái giá tốt nhất. Với giá là 1.950.000, cô chú các anh chị sẽ có ngay bộ máy mít hai chức năng kèm theo những cái phụ kiện như là súng hàng, kẹp mát. Và đặc biệt ở mẫu máy này có hỗ trợ cho mình kim hàng, que và có hỗ trợ dây cho mình luôn nha. Thì theo dõi đến giây phút này thì cô chú các anh chị cảm thấy video hay thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ. Cô chú các anh chị nào mà muốn đầu tư máy thì có thể liên hệ đến số like 0906779465, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng với địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để có thể trải nghiệm thực tế dòng máy này nha.
Cô chú các anh chị nào mà chưa đăng ký kênh đó thì cho máy móc Việt Nam Bình Tân xin một lượt đăng ký kênh giúp kênh ngày một phát triển hơn. Và nhớ nhấp vào cái chuông thông báo để cập nhật những cái sản phẩm máy mới, những cái chương trình tốt tại máy móc Việt Nam Bình Tân nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú các anh chị trong những video tiếp theo ạ.